Xin chào tất cả các bạn, mình là Tính. Mình là Tính, mình đến từ Trung Tính đúng không mọi người? Bữa nay sửa cho một anh công an nha mọi người, là cái laptop Dell, cái laptop HP 64640G1. Mình thấy cũng hay nên là mình chia sẻ cho anh em luôn, để anh em có cái khái quát gì đó. Cái laptop này tình trạng của nó là kích nguồn chạy, nhưng đồng hồ ăn dòng là 0.04 nha mọi người. Bị ngắt mắc nguồn xu. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành vào phân tích cho anh em nha. Con HP, HP G4 640G1 nha. Đây sẽ có sơ đồ của nó đây. Đây mọi người, con này á, mình theo tình trạng mình tháo ra là nó bị đo tất cả các nguồn đều có hết, nhưng lỗi một duy nhất của nó là lỗi mất nguồn CPU, không có nguồn CPU, main kích nguồn chạy mà không lên hình. Ngon lành mọi người, không có lên hình. Rồi ok, mình tiến hành mình kiểm tra con IC, con IC TBS 5115161. Con IC này, con này chân N nguồn CPU đây. Kiểm tra mức nguồn này nghe mọi người, nghe có mọi người. Sau khi kiểm tra mức nguồn này, chân WPAD mình kiểm có áp. Chân WPAD có áp nha. Chân 28 áp ok luôn. Áp có áp đầy đủ. Chân bó gốt chưa có luôn, mắc áp chân bó gốt và mắc áp chân số 8 chân em. Ở đây nó đang bị mắc hai chân áp. Ít đó là chân em nó mắc áp và chân bó gốt nó không mắc áp. Chưa có em sao có bó gốt. Rồi ok, mình tiến hành copy cái QR on. Copy nó. Mình tìm coi. Này chân số 8 mọi người. Mình tìm sạch đó. Đây. Chân cái QR on nó đi qua cái cầu phân áp một con chở EG6643 10kg và con EG6644 4.9945kg, nhưng mà nó sẽ bị được ép treo vào đó là cáp hay chân N là chân đưa vào nè, thấy không? N BV co mình copy cho nó, thấy không? Rồi mình tìm ngược chế vậy mọi người. Đây. Sau khi mình search nó thì nó sẽ đi vào con D. Con đi vào con D 7033. Chân số 1 của con diode này á, đi đổi từ anode sang cathode. Chân số 1 này 0V và chân số 2 này 0V. Mình đo con diode này là tất cả hai đầu 0V hết nha mọi người. Nhưng mà con diode này con chân N này nè, nó đứng chung thấy không? NBV con này nó được treo, nó được đi tới nguồn này. BWG good. Xếp gạch 3 đó nghe mọi người. Đây. Mình sẽ tìm ngược cho cái đường nguồn này. Đây. Đây, nó sẽ đi thẳng cái BWG good này, nó sẽ đi thẳng vào con IC so sánh là con U74. Con U74. Con này là con IC so sánh. Đây là con IC so sánh. Sau khi mình đo đạt nha mọi người, mình đo trực tiếp trên main thì mình đo chân số 7. Chân số 7. Con chân số 7 ra được 1.1, 1.3. Mình đo chân số 5, số 6 0V nha. 556 là không đo gắt nào cho nha. Đang bị sai nha. 0V luôn. Ok chưa? Mà chân số 7 với chân số 1 là chân chung. Anh em rồi mọi người đi. Chân số 7 đây nó chia hai mạch nha, chân số 7 nè. Chân số 7 với chân số 1 là chân chung. Chân chung. Chân số 2 với chân số 6 là chung nè. Anh em ghi chân số 2 với chân số 6 chân chung. Ok chưa?
Sau khi mình đo tất cả các chân này thì mình thấy chân số 7 nó áp, nó ra 1/3 là sai. Mặc định nó phải 3/3. À, nó được treo bởi con điện trở EG4. A điện trở EG4704, đúng không? EG4704. Mình nghi ngờ con áp với con so sánh thì sai, mình tiến hành mình tháo bỏ ngay con này luôn. À, đây mình bây giờ mình sẽ làm bài toán trừ, mình tháo ra luôn, tháo bỏ. Mình tháo bỏ cái con IC so sánh U7474 này ra. Nhưng mà theo ra mình đo dưới men vẫn là chân cũ, là chân số 7 vẫn có áp đúng luôn, chân số 7 vẫn có áp là đúng 1/3. À, mặc định nó là treo 3/3 ớt, đúng không? Nhưng mà mình ở đây nó không có áp đo, có 1/3 là sai rồi. Mình tháo bỏ coi IC so sánh đi ra luôn, mình đo dưới mặt luôn. Nhưng mà nó cũng vẫn là 1/3. Đây, nó sai rồi. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành nha. Chân số 8 là mình mặc định chân số 8 mình đo đúng nha. À, chân số 8 mình đo đây được 5V, ok nha. À, cái vấn đề ở đây là đang bị áp, bị sai. Sai cái áp nào? Cái áp B3W này nè. À, đó. Bây giờ mình sẽ tìm cái nguồn này. Đó. Thông qua con chở VEG404. Con chở này nè mọi người. Mình đo trên men thực tế là cái đầu này nè. À, cái đầu này cũng chở mình đo được 1/3. Đúng 1/3 luôn. À, còn còn con chở ở trên đây. Con chở đầu trên đây, mình đo áp 0V. Đó, ok chưa? Cái vấn đề ở đây là mình biết chắc ăn một chân là mình ra bệnh rồi, là đang bị mắc nguồn 3/3 hết. Đang bị mắc nguồn 3/3 hết. Bây giờ mình sẽ tìm về con phép chuyển hoa chuyển nguồn. Mình xem thử con phép chuyển nguồn từ 3/3 hết này là con nào chuyển qua. Cái này. Kéo này nó nằm ở đây luôn nha mọi người. Mình sợ thì sẽ lâu lắm, nhưng mà năm mình đã xin xong rồi. Đây mình sẽ làm coi nè mọi người. Đây. À, nó đây là cái chân này là cái trang 19. Trang 19 trên sơ đồ nha. Đây là nhiều con phép để chuyển đổi con BQ, con Q705, con Q7001, con Q7151. À, đây là những con phép chuyển nguồn. Con phép chuyển nguồn. Mình đang tìm mức nguồn là mức nguồn gì? 3/3 hết, đúng không? Nhưng mà đang bị mắc nguồn 3/3 hết đây. Mà con Q7050 này á, là con phát triển nguồn từ 3/3DS sang 3/3S, đúng không? À, cái này thì khó năng áp, mình không cần. À, mình làm cái này trước. Mình đang bị mắc nguồn là 3/3S mà. Mình đang bị mắc nguồn 3/3S. À, ở đây con Q này anh em để ý là con Q71 nè. À, nó cũng là từ 5V DS và 5V thành 5V S. À, mình đang bị mắc áp ở đây. Mình đang bị mắc áp ở đây. Mình sau khi mình đo dưới con Q này, con Q là nằm ở biệt ở dưới cuối men đó nha. Mình đo chân số 4 này. Mình đo chân số 4 áp của con này chuẩn 3/3. À, áp chuẩn 3/3 luôn. Áp chuẩn 3/3 luôn. Còn ở trên đây, con chân này mình đang đo chuẩn 3/3 luôn. À, 3/3 luôn. Đó, giờ mình sẽ suy ra được là tại cái nguồn 3/3 đi hết mạch luôn nha, là mình đang bị mắc nguồn 3/3S. Tắc ăn là sẽ bị đứt mạch. Mình lấy đồng hồ mình đo thông mạch từ chân số 4 của con B, con Q705 này, mình đo thẳng về chân số 7 của con IC so sánh nè. Nó không thông nhau. Nó không thông nhau à mọi người. Nhưng mặc định trên mạch và nó 3/3 đi đồng đi tới đó mà nó phải thông. À, ở đây mình sẽ kết luận rằng ở đây nó đang bị đứt mạch. Ở đây nó đang bị đứt mạch. À, đứt mạch nên nó sẽ mắc 3/3S. Mình tiến hành câu từ chân số 4 của 3/3S này. À, không? Mình tiến hành câu. À, mình tiến hành mình câu từ chân 3/3S tới chân 7 con U 4 con từ chân 3/3 của con Q705.
7050 tới chân 7U 74 là men ok mọi người. Men bút hình lên hình ngon lành, ngon lành cành đào luôn. À ngon lành con đào luôn. Ở đây bút lên ngon lành cành đào nha. Cái con bút ngon lành cành đào, cái con IC này nè, cái con IC so sánh này nè. À mình tháo rồi, mình làm biến, mình là không làm gắn bỏ gắn lại mọi người. Tháo rồi là biến bỏ luôn. Thì bỏ luôn những được cho mọi người. Mình tiến hành mình tháo rồi mình câu thẳng dí chặt cái men luôn nha. À, một cái dây dài một chút. À, thấy em nhiều lúc anh em thấy trên mạng thấy anh em câu dây là câu dây vấn đề này, mắc ồ nguồn này câu nè. À, câu từ nguồn này qua nguồn kia. Nên là mình anh em nhiều lúc thấy câu dây mốt câu biết cách câu. À. Rồi ok anh em, video của mình tin tới đây xin kết thúc mọi người. À, anh em thấy video hay hữu ích cho mình xin một like đăng ký để có nhiều động lực mình ra nhiều video nữa nha mọi người. À rồi ok, tạm biệt mọi người, chúc mọi người giữ gìn sức khỏe mọi người, chào tạm biệt.